Xin chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay Nhi sẽ nấu cái món mạnh tu cúc tớt cúc. Là cái món này là bánh gạo và há cảo mà mình nấu bánh canh, giống như bánh canh Việt Nam vậy đó các bạn. Nhưng mà cái này là mình nấu theo kiểu Hàn nha. Thì đây là Nhi dùng cái loại đây nè, cái bánh bánh há cảo bịch này nè các bạn. Và cái lát kim này là để khi nào mà rong biển này, khi nào mình chín cái bánh canh rồi thì mình mới bỏ cái rong biển này vô nha. Và Nghi sẽ dùng muối và tacita là đúng maxi mon ngon của mình, và một quả trứng và hành. Nó cái nguyên liệu rất là đơn giản. Và bây giờ Nghi sẽ bỏ vô nồi nước sôi. Nồi nước đã sôi rồi nha các bạn. Nghi sẽ cho hết tất cả cái thau bánh gạo và há cảo này vào trong nồi. Sôi lên rồi thì mình nêm nếm gia vị, rồi mình đập quả trứng vô, mình bỏ hành vô, rồi mình nhắc xuống, rồi mình cho rong biển vô, vậy là xong các bạn. Cái món ăn này rất là đơn giản. Bây giờ Nghi nấu cái món này Nghi ăn buổi trưa. Bữa trưa ở nhà có một mình nên là Nghi nấu cái món này ăn cho nó nhanh, khỏi nấu cơm. Cuộc sống ở Hàn là mình ăn, nhiều khi mình đi làm mình ăn vội vàng luôn các bạn, mà cũng không có cầu kỳ nhiều món. Từ khi mình cuối tuần rồi mình mới có thời gian làm nhiều món, còn ngày thường mình đi làm thì có gì thì ăn đại cái nấy các bạn ơi, chứ không có làm nhiều món đâu. Nghi nấu cái này là ăn tới chiều luôn, chiều nay khỏi nấu cơm, xong rồi ngày mai cuối tuần thì mình sẽ nấu nhiều món ngon hơn bù lại vậy đó. Bây giờ Nghi sẽ cắt hành này ra thành khúc nhỏ nhỏ nha các bạn. Cái món bánh canh Hàn á, mình dùng hành lá to, hành lá nhỏ thì cũng được hết trơn các bạn ơi. Người Hàn thì họ hay dùng hành to lắm. Nhà mình đang có hành nhỏ thì mình dùng hành nhỏ. Cái nồi bánh canh đã sôi rồi, mình sẽ cho vào trong đây 2 muỗng muối nhỏ này nha các bạn, và 2 muỗng axi ngon. Cái món này là rất là dễ nấu và rất là nhanh, các bạn thấy nước vừa sôi mình bỏ cái này vô, cái là bỏ cái bánh gạo với lại há cảo này vô, cái là nó chín, nó sôi lên là nó chín à. Cái này là Nghi bỏ trong ngăn đá nè. Lúc trước khi nấu thì Nghi ngâm nước cho nó mềm ra rồi giờ đem ra nấu. Đây là cái bánh gạo lúc Nghi có bầu, cô Nghi đi làm, cái bà chủ đó bà cho Nghi bánh gạo này nè. Về mình bỏ ngăn đá, xong bây giờ mình ăn thì mình lấy ra mình nấu vậy đó. Bây giờ rồi nè, nó sôi lên rồi, bây giờ nó sẽ đập quả trứng vô. Nó sẽ đánh cái, mình đánh cái quả trứng này tan ra đi, là mình hả để vô trong nồi. Mình cũng quấy lên làm cho nó kéo sợi cho nó ngon. Đây, bây giờ nó sẽ chế vô và nó sẽ đánh lên liền. Mình quậy lên liền để cho nó kéo sợi. Nè các bạn thấy nó kéo sợi như vậy nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ nêm lại bỏ hành vô. Để mình nêm coi thử coi nó vừa chưa nha các bạn.
Người Hàn á họ phải ăn cái món canh này lắm. Vừa ăn rồi. Rồi bây giờ tắt cho hành vô là xong. Bây giờ nghe tắt bếp. Rồi bây giờ nghe sẽ cho hành vô. Rồi bây giờ mình chỉ múc ra ăn là xong ngay. Cái nồi bánh canh này trong vòng mấy phút là mình đã có rồi. Các bạn thấy nhanh không? Cái món này mình ăn vào mùa lạnh lạnh nhìn nè. Mùa thu mùa đông rất là ngon. Bây giờ mình ăn mình sẽ rải lá kim lên. Bây giờ mình đi cắt lá kim nha. Bây giờ nghe sẽ cắt cái lá rong biển ra. Cái món canh này là mình phải có rong biển vô nó mới ngon các bạn. Này. Sẽ cắt ra sợi sợi dài dài nè các bạn. Bánh này rong biển này người ta chiên sẵn rồi nó rất là giòn. Này kẹp cơm nóng ăn ngon. Không cần đồ ăn, mình chỉ cần ăn rong biển với lại rau ra xà lách với miếng kim chi là đây. Mình cắt là sợi sợi nhìn. Bây giờ mình sẽ múc ra ăn. Cái há cảo các bạn thấy ngon không? Cái há cảo nó vừa, nó chín, nó không có bị vỡ ra. Các bạn mà nấu lâu quá hả? Đây còn bánh gạo nó rất là mềm dẻo. Mình cho miếng nước với hành lên. Cái bánh gạo nó rất là dẻo luôn. Rồi mình sẽ cho vào một ít lá kim lên. Đó. Đây là món bánh canh Hàn của mình đã xong rồi nè các bạn. Bây giờ Nghi mời cả nhà cùng ăn nha. Mời các bạn cùng ăn nha. Đây, Nghi mời cả nhà cùng ăn với Nghi nha. Ngon quá các bạn. Cái bánh gạo, cái bánh gạo bên này nó rất là dẻo luôn. Mình bỏ ngăn đá, mình đem ra mình nấu nó vẫn dẻo bình thường. Hát cảo ở bên này người ta cũng bán sẵn, mình cứ mua về mình nấu à, mình không phải làm. Ở trong họ làm miếng nè, thịt nè, hành nè, ăn rất là ngon. Có loại mạnh tô kim chi á, nó thích ăn hơn. Cái mà nó cứ nhưng có kim chi các bạn. Nó ăn nó cay cay ngon.
xào như là miến với hẹ với thịt đó. Ăn canh này là mình phải bỏ lá kim cho mới ngon. Cái rong biển mình bỏ vô đây nó mềm èo. Mình ăn không thì nó giòn. Cắt nãy giờ. Nãy giờ nó giòn mà giờ để ra ngoài nó nguội nó mềm mèo luôn. Cái bánh gạo này nè, họ làm từ bột gạo nhưng mà nó rất là dẻo ngon, giống như là bột nếp mình vậy đó. Bên hàng ta gọi là mạn tu cúc hoặc là tóc cúc, còn như gọi là bánh canh hàng. Tại nấu thấy nó cũng giống bánh canh của mình á. Tới giờ đi rước con rồi, thôi Nhi xin tạm dừng clip tại đây, và hẹn quýt của bác anh chị và các bạn trong video mới tiếp theo. Nhi mong mọi người luôn ủng hộ kênh của Nhi nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.